OK chào mừng các anh chị đã quay trở lại kênh của mình thì hôm nay uh, chia sẻ cho các anh chị một cái vấn đề nó không thuộc về những cái kiến thức uh, xây dựng hay một cái phần mềm nào đó mà tôi sẽ chia sẻ tới các anh chị một cái trang web uh, gọi là Adf không nào thì thỉnh thoảng khi mà chúng ta tải uh, một cái tài liệu một cái phần mềm hay một cái thông tin nào đó Uh, có một số trang web blog đã chia sẻ cho chúng ta những cái link để chúng ta download thế thì uh, thỉnh thoảng chúng ta sẽ đau uh, vào những uh, link vào những cái link đó và nó chuyển sang cái trang gọi là adf không nào ở đây uh, thì trên màn hình thì các bạn thấy ở đây tôi có một cái link của trang web nè. ví dụ như ở phần link dự phòng này chúng ta thấy nó có cái nút tải chúng ta click vào đây thì À, nó sẽ chuyển sang cái trang gọi là ADF à. Thế thì uh, ADF Lee này là gì à, Đây là một cái trang web à, à, Và rút gọn link đó nè Trang web rút gọn link Thì um, nhiều anh chị uh, Khi mà click vào những cái link này Thì cứ nghĩ là một cái chuyển sang một cái trang nào đó Hoặc là có virus virus gì đó phải không nào? nhưng thực tế chúng ta an tâm đây là một cái trang rút gọn link rất là uy tín à, chỉ có điều rằng là gì trang rút gọn link này thì à, Hiển dân thì à, khi mà một à, blogger nào đó họ chia sẻ một cái link thì họ cũng có một cái mục đích à, không phải không tức là không có cái, tức là họ làm như vậy thì họ phải có được một cái khoản chi phí nào đó À, thì cái adF này là một cái trang web rút quảng link kiếm tiền hiện nay và nó tồn tại rất là lâu và cực kỳ uy tín là chúng ta có thể sử dụng trang web này để rút quảng link và nó sẽ trả tiền cho mình thông qua các cái lượt người click vào nào thì các bạn nhìn thấy rằng là ở đây là nó có đưa ra một thông số là khoảng 10.000 lượt click thì sẽ được 5 đô thì uh, khi mà chúng ta click vào những cái link mà chúng ta download tài liệu đó, nó có chuyển sang cái trang này thì các chị cũng đừng có lo lắng là uh, nó không có ảnh hưởng gì tới máy của các anh chị nó cũng không có virus virus gì cả uh, nó chỉ là một cái trang rút gọn link mà blogger sử dụng để kiếm tiền uh, thì uh, tất cả những blogger thì họ chia sẻ thì cũng họ phải có được một cái mục đích tức là kiếm tiền thì họ mới có À, làm những cái công việc vậy chứ không ai có ngồi rảnh đâu mà đi chia sẻ tất cả các cái tài liệu cho các anh chị đọc các anh chị download lót cả à, họ cũng vì một mục đích à, kiếm tiền và là tuy nhiên rằng nó à, không nhiều đâu cho nên nhiều lúc à, chúng ta đọc chúng ta à, search trên mạng chúng ta download, lót chúng ta tìm kiếm tài liệu mà blogger chia sẻ thì chả có lý do nào mà chúng ta lại chửi bới có nhiều người rằng khi mà chúng ta click vào cái link là chữ khẳng mặt vào cái blogger đó luôn Thì điều đó thì nó sẽ, tôi thấy cho rằng là nó sẽ không có tốt à, Chúng ta làm, chúng ta không chia sẻ thì người khác chia sẻ à, Thì chúng ta nên tôn trọng à, Vậy thì khi mà chúng ta gặp những cái trang web như thế này Thì các anh chị chỉ cần đợi sau 5 giây Và các anh chị chỉ cần click vào À, cái uh, nút gọi là skip ad là là bỏ qua cái quảng cáo đó là chúng ta sẽ chuyển tới cái link mục đích đó nào. À, chúng ta sẽ click vào skip ad này thì nó sẽ tự động chuyển sang cái link mà chúng ta download ví dụ như ra tôi tải cái file thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ download ngay lập tức chúng ta chỉ cần nhấn nút ok là xong ok như vậy thì uh, hôm nay chia sẻ cho các anh chị về một vài cái thông tin về cái trang adf Lee. đây là một cái trang web rút gọn link kiếm tiền nào và được tồn tại rất là lâu đời và rất là uy tín cực kỳ uy tín là khi mà chúng ta kiếm được đủ 5 đô thì nó sẽ tự động chuyển về tài khoản của chúng ta chúng ta có thể sử dụng một cái tài khoản PayPal nào đó chúng ta để cho nó chuyển thanh toán và tôi cho rằng ở đây hiện nay thì có rất rất là nhiều các cái trang web rút gọn link kiếm tiền ở việt nam và nhiều trang trên thế giới nhưng mà trang adf play này nó cực kỳ gọi là uy tín à. tuy nhiên rằng cái chi phí nó trả thì có vẻ như là không cao bằng so với những trang web khác nhưng mà nó rất là uy tín các trang web khác nếu như các anh chị rất là dễ bị gọi là phá sản hoặc là bị vì trả chi phí cao quá À, nhiều anh chị uh, làm với số tiền lớn thì quảng cáo ít thì họ sẽ bị phá sản ngay Thậm chí là họ không được thanh toán, thông báo phá sản thì họ sẽ không thanh toán cho chúng ta Vậy thì uh, uh, các anh chị khi mà gặp những cái link mà chuyển sang trang Play thì cũng đừng có nên uh, uh, quá lo lắng không nào? Chúng ta chỉ uh, cần chờ sau 5 giây và nhấn vào nút skip ad là chúng ta bỏ qua được cái quảng cáo này và chúng ta sẽ chuyển đến một cái trang mục đích của chúng ta. Ok, ok như vậy thì hôm nay uh, chia sẻ một vài kiến thức linh tinh và nào? Tôi cho rằng ra là những cái kiến thức cũng không có gì gọi là uh, chỉ uh, nếu như các anh chị nào mà sinh viên mà muốn kiếm tiền online thì uh, adfly cũng là một cái cách để chúng ta kiếm tiền uh, và rất là uy tín. Uh, nếu mà chúng ta chăm chỉ chúng ta làm tốt thì cũng khá khá phải nào? Ok. À, nếu như những thông tin mà tôi chia sẻ hữu ích thì các anh chị đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ đồng thời theo dõi những cái video mới nhất trên kênh. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Chúc cho các anh chị thành công.